Giang chào các ông bà, các cô chú đúng không? Con chào các ông bà, các cô chú ạ. Anh An cũng gửi lời chào. Cháu xin chào các ông bà, các cô chú, anh chị, các chú đỡ hai bố con cháu ạ. Ngân cũng xin gửi lời kính chào, lời kính chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú tiếp tục quay lại với công trình xây dựng nhà cho hai bố con anh An và cháu Giang. Trong chiều ngày hôm nay thì anh em bắt đầu sẽ bắn mái cho ngôi nhà ông bà của chú ạ. Thời tiết đảm sâu rất là nhanh, ngày hôm qua thì còn nắng nóng chảy mồ hôi ra, nhưng mà hôm nay thì chú cháu anh em Ngân đã phải mặc mấy cái áo để mới đủ cái độ ấm được. Cũng rất là mừng là không có mưa, cho nên là ngày hôm nay thì anh em sẽ tranh thủ để bắn cái mái nhà cho hai bố con để có cái chỗ ấm áp hơn. Rất là cảm ơn sự giúp đỡ yêu thương của các ông bà, các cô chú, và kính mong sẽ nhận được thêm những cái tình cảm đặc biệt yêu thương như vậy để sớm hoàn thiện cái ngôi nhà cho hai bố con anh An và cháu Giang. Ngân xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Đức Tuấn ở Hải Phòng đã gửi số tiền là 200.000 để mua nhu yếu phẩm, cộng với một nhà hảo tâm giấu tên là 150.000 cũng là mua nhu yếu phẩm, cộng với số tiền là 500.000 của nhà hảo tâm có cái tên là Cún Yêu Nhà Tôi, gửi 500.000 để cho Ngân mua bộ quần áo cho anh An và cháu Giang. Ngày hôm nay thì Ngân lên giữa buổi trưa cho nên là đi qua chợ thì không kịp mua ông bà của chú ạ. Ngày mai thì Ngân lên sẽ dành cái số tiền này để mua cho hai bố con. Rất là cảm ơn những cái tình cảm yêu thương của các ông bà, các cô chú. Bây giờ thì kính mời các ông bà, cô chú là sẽ đồng hành với video tiếp theo này của kênh Cuộc Sống Tây Bắc ạ. Ngân xin chân thành cảm ơn. Sau hôm nay là sẽ có cái mái nhà rồi, che nắng che mưa rồi nhé Giang nhá. Rồi bây giờ thì ở khắp đây để cùng với phụ với các bác các chú, nếu mà có gọi lấy cái gì thì ở đây nhá, cùng làm với các bác nhá. Rồi hôm qua là ở đây là có mưa đúng không, trước khi nó lạnh là có mưa, có mưa và có gió à? Gió Lào. Gió Lào tốc hết bay, tốc bay hết rồi. Hết cái mái trên nhà gì may hôm qua không chạy chứ. Vâng. Thế hôm qua là vẫn lên trên nhà. Qua trên nhà. Thế tức là cuối cùng có xuống đây ngủ không? Có ạ. Đây thì con ra phải chịu xuống đây ngủ. Thế thì còn may đấy. Hôm qua là có một số những cái nhà rạp và đám cưới là thấy bị kiểu như là bị sập luôn đấy, bởi vì là gió mạnh, gió bất ngờ. Vâng. Gió Lào gió mạnh lắm. Thôi anh cứ ở đây nhá, không phải leo như này đâu, bởi vì vướng các bác các chú làm đấy thì cái chân mình khó. Thì em thử lên trên này xem nào, để cho chia sẻ với ông bà của chú là sáng nay anh em làm đó. Bắn sáng nay là bắn xong mà khu hết rồi em? Còn một tí cái kèo này nữa thôi. Là bắt đầu là mình bắn tấm luôn đấy chứ nhỉ? Đấy là cũng chuẩn bị chắc là trong hôm nay là có mái lên rồi. Đây. Sáng nay anh em đã bắn hết cái khung lên trên này rồi. Còn làm cái kèo ở giữa này luôn đúng không? Mình cũng làm giống như cái chữ A dưới như nhà cháu Quý đúng không? Được rồi. Này. Bỏ tay đó. Hôm nay là còn một tí nữa thôi là bắt đầu là xong cái phần mà khung rồi. Bỏ cái cha này đi Thuận ơi. Cái này. Cái đấy, bỏ đi đâu? Nào, cái bên đây xong này chát cũng xong rồi đấy chứ chú nhỉ? Bên trong đấy. Vẫn làm. Vâng. Vậy là trong nhà thì gần như là chát xong hết rồi mà. Chiều nay là xong hết. Xong hết. Bên trong lòng. Còn bên ngoài thì tính sau nhỉ? Đấy. Làm để vào cho kem hả? Vâng. Coi như là cũng chát đường này là ngủ được trên này rồi. Chỉ còn dọn mấy cái này đi là ngủ được rồi. Cái nhà này thì cơ bản là nó là cái nền này nó không phải nền đất chú ạ. Nó ngủ nó vẫn còn là an toàn hơn là cái kiểu nền đất như nhà cháu Quý. Như vậy là tường nhà thì cũng chát xong rồi, còn một tí ở bên này nữa thôi. Bên này nữa là chưa kịp chát rồi. Chiều nay thì anh em sẽ cố gắng là hoàn thiện nốt cái phần tường này vào chú ạ. Bên này còn một tí khu này nữa. Còn mái thì chắc chắn là chiều nay là sẽ được bắn mái. Anh em đang làm nốt cái kèo này nữa.
Có trượt không? Đây cháu giữ cho, cháu giữ cho. Trượt không? Không trượt đâu, này có cát này, không trượt đâu. Cái kẻo giữa này thì anh em làm thêm cái này, chia đôi cái mái ra thì nó sẽ chống nó chắc hơn. Còn nốt cái kèo này nữa thôi là có thể là bắn mái được rồi. Đấy, sau này chỗ này là cái sẽ là cái nhà bếp ở đây đây ông bà cô chú ạ. Bếp anh em sẽ làm một cái đây cái kệ từ đây qua lấy theo đúng cái viên gạch luôn, khoảng độ 60 ra 60, qua bên này một đoạn nữa để ra tổng khoảng độ 1,5 mét nữa là nấu ăn ở chỗ này. Chỗ này sẽ làm cái bếp ga này, bếp ga nấu để nhìn ra bên ngoài cái ô thoáng chỗ này. Đó, như thế này. Còn bên này là sẽ có một cái chậu rửa bát nhỏ chỗ này. Đấy, rửa rộng chỗ này có thể là làm cái ổ điện để có cái chỗ nấu ăn ở chỗ này. Đấy, chỉ cần hai bố con là như thế này thôi là Ngân thấy là nó tuy là nó nhỏ nhưng mà nó cũng gọn gàng và nó cũng đầy đủ cái công năng rồi, bởi vì là chỉ có hai bố con thôi. Trên này thì nó sẽ là rất là sạch sẽ, cho nên là hy vọng là sẽ có một thêm những cái sự giúp đỡ của các ông bà cô chú để mà phần có được cái đá để ốp xung quanh cái khu vực như này cho nó nấu ăn cho nó sạch sẽ, cho nó dễ khỏi cái mùi. Đấy, bởi vì cái gian không gian ở trên này nó cũng rất là nhỏ thôi, nó không được rộng rãi sát với phòng ngủ luôn. Đấy. Wow, rét quá à? Ừ. Ngày hôm qua thì thời tiết còn nắng nóng chảy mồ hôi ra, hôm nay thì các cháu là phải sửa trong bếp lửa rồi. Sáng hôm qua vẫn còn nắng mồ hôi. Ừ. Đó. Bây giờ là lạnh rồi đúng không? Hôm nay là các cháu là được nghỉ học hết à? Vâng. À, chủ nhật là nghỉ hết đúng không? Vâng. À, đang có mừng không? Hôm nay có, hôm trước là Trung Văn lên thì chưa có mái nhỉ, vâng. Chưa có tôn mang về, vâng. Đúng không? Mà hôm nay là có tôi biết Trung Văn lấy tôn về chưa? Cháu biết rồi. À, có xuống thấy rồi đúng không? Vâng. Bắt đầu là chiều nay thì các chú, các bác lại sẽ bắn mái, vâng. Và trong chiều nay thôi chắc chắn là sẽ xong được cái phần bắn mái rồi. Vâng ạ. Vậy là đêm nay nếu mà ở dưới này nó lạnh quá thì hai bố con là có thể là lên trên kia ở được rồi. Vâng. Mặc dù là nó còn cũng còn bừa bộn lắm. Vâng. Nhưng tạm thời là có thể là mang chiếu lên để mình ở trên kia rồi. Vâng ạ. Đó, thì chú Ngân thấy là hai bố con cháu thì chăn cũng chưa có đầy đủ. Chú hôm nay chú đi vội quá mà đi từ sáng thì chú Ngân không có kịp mà mang tặng cho hai bố con cái chăn. Bởi vì là có một cô ở ngoài kia thì cô ấy có tặng chăn thì chú Ngân sẽ dành để tặng cho hai bố con cháu. Vâng. Nhé. Mỗi người một cái đi. Hai bố con thì mỗi người một cái chăn. Vâng ạ. Yeah, thì hôm sau chú Ngân lên thì chú Ngân sẽ mang lên. Vâng. Rồi mua xem nó cháu có mấy cái áo khoác rồi. Không có một cái. Một cái này luôn, có một cái này là duy nhất à? Dạ. Nhưng mà chú Ngân thấy nó mỏng thế. Vâng. Mỏng quá nhỉ. Vâng. Thì chú Ngân sẽ mua cho cháu một cái áo khoác. Bởi vì là hôm qua thì có một chú thì gửi cho chú Ngân 500.000 rồi. Vâng. Thì chú có dặn cho mua cho hai bố con cháu một bộ đồ để mà ăn Tết và thế. Vâng. Nhưng mà thực sự là với 500.000 ấy thì chúng con chưa biết là chia kiểu nào để được. Vâng. Hai bố con mỗi người một bộ đồ đâu, rất là khó. Vâng. Bây giờ cái đồ nó cũng đắt đấy, nhưng mà chúng con sẽ căn ke để mua cái nào cho hợp lý thì chắc là không được một bộ đâu, nhưng mà có thể là sẽ mua cho Trang được một cái áo khoác nhé. Vâng. Còn như bao nhiêu thì chú sẽ đang tính là sẽ mua mỗi cái áo khoác là tầm 250.000. Vâng. Đấy, để tặng cho cháu một cái, cho bố một cái. Cái giá tiền như thế thì cũng không có áo nó ấm lắm đâu, nhưng mà cũng ít ra thì nó cũng có hai cái để mà thay đổi, không thì mùa này nó lạnh như này không giặt được thì đi học nó bẩn lắm
nhá. Vâng. Mặc áo như này, cái áo này á thì mặc đi hỏng nó lạnh lắm, chưa đủ ấm đâu. Mặc thêm áo bên trong mà nhá. Thôi, ở đây sửa rửa như thế này nhá. Lúc nào nghe các bác các chú sai cái gì thì chạy đi lấy nhá. Vâng. Để chú Ngân lên với các bác các chú nhá. Mặt này anh em cứ hoàn thiện cái phần phía trong đi đã, còn bên ngoài này thì để sau mà có chú ạ. Sau đấy thì bắn mái cho nó ổn định, vì có mưa có gió gì nó cũng kín đáo, cũng khắc phục để ở tạm được rồi. Còn bên ngoài này thì tính sau, vì hiện tại thì cũng gấp gáp quá rồi, với lại phần kinh phí thì cũng còn rất là eo hẹp, cho nên là Ngân cho anh em hoàn thiện cái phần bên trong trước. Còn bên ngoài này nếu như mà không có kinh phí nữa thì mình cứ để này mình cũng ở tạm được. Quan trọng nhất là cái phần bên trong nó được gọn gàng, với thứ hai nhất là cái mình được lợp được cái phần mái cho nó kín đáo, đủ che nắng che mưa là cũng đã yên tâm rất là nhiều rồi. Bởi vì là thời tiết nó thực sự là rất là lạnh. Chọn tấm dài nhá Long nhá. Tấm nào tấm dài? Tấm dài trước này. Tấm này dài đấy. Nhưng tấm này là ngắn hơn này này. Không? Nó chỉ dài hơn một tí thôi. Ôi. Ấy. Hôm qua mưa tí mà nó cũng ướt ướt này này. Khéo còn đạp vào cái này nhá, tí nữa tấm này phải cho lên luôn đi. Rồi, bắn chưa? Tấm phía sau này chui vào trong nhà được không? Hả? Nhưng mà làm sao mà đưa lên được? Tấm này cho vào trong nhà này đi. Khéo nhá, vào đầu nhá. Bốc một cái là thôi đấy. Rồi anh cứ bỏ đấy đó, để cho cái tấm này lên đó. Rồi kẹp ngọt vào trong đi. Này không nghe. Ôi. Ôi. Phải có cái gì đẩy lên giống như hôm chú Thủy ấy. Đấy. Thì anh em tự quay lên nhá, trên đấy nhá. Quay là bắn từ trên là bắn xuống rồi. Đầu tiên bắn rất cao rồi. Như vậy là tấm tôn đầu tiên nó cho lên rồi. Quay đầu chứ cái mép này phải bên trong đúng không? Đang góc rồi, đang đấy, còn cái này rồi. Đấy. Ui. Thôi đây cẩn thận nhá. Cái nhà này nó hơi cao đấy. Hết sức cẩn thận đấy. Bên đoàn cho dịch vào một tí. Cả hai cái luôn. Bên này phải dịch ra không nó vào. À bên thuận này cho ra một tí. Đẩy ra một phân đi. Rồi. Rồi. Như thế là ổn rồi đấy. Đúng không? Đúng rồi. Rồi như thế đấy. Bằng nhau rồi đấy. Hai bên đều dư tầm khoảng 40 phân. Đúng rồi. Chuẩn rồi. Cứ thế mà bắn thôi. Đi lấy đều để đem cho bán được đấy. Tổng tồn thứ hai, anh em cho lên. Trèo lên đấy luôn à? Trèo thang luôn. Cho nó... Cái đầy sâu, coi như nó cũng đẩy trượt lên được mà không dây được luôn mà. Đấy. Cẩn thận, Long nhá. Long xuống đây, giữ vào cái thang ấy. Đẩy lên đây, nó kinh vào tường, nó hỏng tấm. Đúng rồi, đẩy bổng lên.
Long đẩy lên, Long đẩy lên. Đấy. Rồi, 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 ok rồi, ngon rồi. Rồi, thế thôi. Thế nhá, thế nhá. Rồi. Quá rồi, tôi kéo ra tí. Rồi, đẩy vào, đẩy vào. Đẩy vào, đẩy tiếp đi. Rồi, rồi, rồi. Tiếp, 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 đẩy tí nữa. Rồi. Rồi, đồng tôn thứ 3. Anh em cho lên. Thôi giữ cho, giữ thang phải giữ, à có cái dưới. À, lên lên được. Cho nó một chuỗi luôn. Đó, cho vào cái cổ ấy. Thế là đưa lên thôi, Long, đây là đưa lên thôi. Ừ. Đứng lên đẩy một tí nữa là được. Đẩy lên, Long, cho lấy cái mũi lên. Đẩy lên, đẩy lên. Em ở đấy anh mới đẩy được cho vào cho. Đưa. Đây vậy đi. Tổng tổ thứ 5. Tôi có quyền đấy đi. Từ 5 số. Đây, nó vào đây. Đấy. Tiếp đi bác Quỳnh ơi. Tiếp, tí nữa. Rồi, rồi. Đấy. Tấm này cho vào tí nữa em này. Đấy rồi, đẩy vào nhá, tấm này này. À, cho vào, đấy, 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 cho vào. Ui, cái gì đây? Cho nhau gì đây? Thì xem nào. Đây. Bông ấy, à. Tôi gặp đây đây này, vâng. Tôi là bên cậu, ông này bên chú đấy, tôi có em khó khăn quá anh ạ. Bông ấy là tôi có ông này gặp làm đang làm cuốc ấy, đang làm chó rồi thôi. Cho em lên YouTube của anh nhá, nhá, đây. Vâng. Em không có nhiều nhá. Vâng, có lọc, em, có lọc. Em nói với anh, em cũng vừa đám cưới hôm qua về quê anh nhìn nhá. Vâng. Em, cái bót của em này, còn vâng. Đúng thế này, còn đi. Em bắt anh về nhá, xe buýt về nhá. Vâng. Có anh Ngân. Vâng. Cái này là em đã hứa hôm qua với thằng Cò ấy, thằng Giang ấy, là gặp ở đám cưới là em sẽ hỗ trợ một cái tivi, nhưng mà cái tivi của em ấy là phải có cái đầu chảo cơ. Em rất nhiều tivi là cái tivi cũ ấy, tivi loại cũ, đời cũ, phải có cái chảo, cái đầu chảo đầu thu đấy. Tivi dày này à? Vinasat ấy. Tivi dày à? Tivi tivi ngày xưa, cổ nhà mình ngày xưa ấy. Tivi em có mấy cái. Hôm qua em hứa với cháu Giang là em gặp anh không mà quay được. Thôi được rồi, cũng được tình cảm rồi. Cảm ơn nhá, cảm ơn anh nhá. Tấm này phía sau chứ đúng không? Lá dài mà. Có lên luôn à? Thuận đang ở trên kia chờ rồi đây này. Rét lắm rồi à? Bây giờ cho hai cái tấm mà cắt này nữa. Tấm phía trước phía sau là anh em bắt đầu đi gắn cố định và hoàn thiện được cái phần bán mái, còn ốp thì
chắc là có lẽ là anh em cũng đang tính là sẽ ốp ở trên nóc thôi, còn cái bên hai bên phần ốp sườn thì chưa được, bởi vì là không phải chát tường ở bên ngoài đó, không thì xe sau này nó sẽ khó làm. Chắc có nhẹ thấy đi lên trên kia mà không thấy rung rinh gì. Mái chắc là ông bà của chuộng tôn dày. Anh em trèo lên đi thoải mái. Ôi tối rồi thấy cái gì mà làm không các bác? Lợp xong cái nó râm hẳn trong nhà đi rồi. Bác Quỳnh đẩy lên đây. Ok chưa? Vậy là tôn đã cho lên hết rồi đấy ông bà chú ạ. Bây giờ là nhà của hai bố con là từ ngày hôm nay này là sẽ không lo bị dột, không lo bị mưa nắng nữa rồi. Trong phòng ngủ này cũng kín đáo rồi. Hiện tại là chưa có đi được đường dây điện cho nên là trong này nó sẽ rất là tối. Cái này anh em vừa bắn gá ra rồi, bây giờ là bắt đầu mới đi bắn hết các cái đinh. Tôn này dày quá nhỉ, quá chắc luôn. Anh em leo trèo bên trên bình thường. Anh em cố gắng là bắn xong cái mái, bởi vì là buổi đêm cái mùa này nó cũng gió rất là mạnh, sợ nó sẽ tốc lên hỏng hết mái tôn. Hai anh em mỗi người một máy, cố gắng tranh thủ bắn cho nó xong luôn, hoàn thiện cái mái tôn. Còn về cái phần ốp sườn thì mấy hôm nữa chát được cái phần tường bên ngoài thì mới được bắn. Chắc không? Thấy mà leo như thế mà không sao nhỉ? Không có tí nào rung rung thì tôn dày bắn cũng mốc xa của nó cũng mốc. Tôn chắc yên tâm bắn này. Nó phải chắc thế này thì nó mới bền lâu. Vì lại thoải mái trên tôn này. Cái xà mình vẫn làm cách nhau 70 phân đúng không? Đấy là chắc rồi. Được làm được trong một quý. Cũng như nhau thôi đúng không? Vâng. Nên là nhìn cho quý như thế đấy. Bắn xong anh em vẫn lấy silicone chít như cái đầu đinh lại cho nó chắc luôn. Cho nó an toàn. Sau này đỡ về dột mưa rồi gì cả. Cái này thì gặp cứ để em bắn. Đấy. Nó chuẩn hơn nó lệch đinh. Thôi anh em làm nhá. Anh đứng trên này nó người sợ nó cao nó cứ run run kiểu gì ấy. Mặc dù mái rất là chắc nhưng mà cứ run. Đấy. Mái chắc này còn run à? Thế. Bác Quỳnh giữ thang em nhá. Được rồi, đúng rồi xuống đây. Đúng rồi anh ạ. Đây. Chảy mồ hôi chân lên chưa? Ồ,
chảy mồ hôi tròn thật, kiểu run ấy, nó cao quá. Vừa lạnh rồi. Mà trên kia cái cảm giác đứng vào nó kiểu không quen, nó không phải giống như anh em chuyên nghiệp. Đấy. Trơn trơn sợ. Tôn này tôn còn dày đấy. Tôn dày chắc. Nếu mà tôn mỏng này có khi lại còn run nữa. Nó rung rung là không dám lên đâu. Đấy. Thôi cho anh em ở trên kia bắn ông bà cô chú ạ. Để cố gắng tối nay là xong được cái mái cho hai bố con anh An cháu Giang rồi. Yên tâm rồi. Nhà của hai bố con là thành hai tầng, nó rất là cao, tầng dưới tầng trên. Cái mái tôn thì phía sau này anh em cũng để thùa ra khoảng độ 40 phân như thế này. Để sắp xong mái rồi còn gì nữa. Ồ, sắp xong mái sau rồi. Hai máy cho làm nhanh nhỉ. 30 phút là xong một mái. Vậy là cũng sắp xong cái phần bắn mái rồi. Hoàn chỉnh phần bắn mái đấy. Ốp lên thôi. Sau này khi mà làm những cái phần sân thì anh em cũng sẽ làm tam cấp, bởi vì là cái nhà của anh An với cháu Giang thì nó cao hơn so với cái phần trũng này rất là nhiều, em lên từ trong kia lên đến cả mét nữa, nên là sẽ chia ra để làm sao để cho có cái bậc thang lên và làm cái nền sân nó cũng chỉ bằng cái mặt đường ở bên ngoài này thôi. Nên như vậy thì nhìn ngôi nhà sẽ cao ráo và nó cũng sẽ thẩm mỹ, nó sẽ đẹp hơn. Thế hết hàng kia xong rồi à? Xong rồi anh. Ôi, nhanh thế. Anh em cứ phối hợp mỗi người một đầu này là quá là nhanh. Bắn luôn ôm nóc cái gì? Anh em sẽ bắn luôn cái ốp nóc này cho nó chắc chắn này, không bị rột ở bên trên nữa. Bên sườn thì cũng không lo mấy, ông bà cô chú chỉ lo là mưa to thì nó mới hát được, chứ còn cái mùa này thì mưa không có to, mùa này là chỉ có rét thôi và mưa phùn thôi. Đấy, chỉ cần bắn được cái ốp trên nóc này là kín luôn đấy. Về cái phần mái tôn phía trước thì Ngân cũng cắt dư ra tầm 40 phần như vậy. Ủa rồi, thế hai bố con đi mua cái gì đây? Mua gì đây anh? Đồng viên các bác thợ này ạ. Thôi, xong phần bên mái nhỉ? Thế là xong rồi các bạn. Xong ổ này đây, còn ôm mỗi ốp sườn thôi thôi. Ốp sườn thì để khi nào chát tường đó mình mới ốp. Rồi xong rồi. Kiểm tra đi, chỗ nào nữa để chỉnh luôn. Không có chỉnh gì nữa, bây giờ bắn rồi chỉnh cũng không chỉnh được nữa đâu. Thì kiểm tra đi. Chịu đây, cao này anh giao hết cho em ở trên kia thôi. Đó, xong xuôi. Dâu sống ăn ở lại luôn, mai vào sóng đảng luôn. Thì bây giờ hả? Nay ở lại mai vào sóng đảng luôn. Anh phải về để làm video. Đó, làm video. Để làm về chia tay. Làm video để mai ông bà mới có mà xem được, thể khổ thế. Ra cho đây nào. Rét rồi đúng không? Thế tối nay là hai bố con có muốn vào lên trên kia ngủ chưa? Hả? À? Hai bố con nói thế thôi. Thế còn trên con còn trên kia còn ván còn bừa bộn lắm. Thế chắc là phải căng tạm cái bạt mà ngủ như này thôi. Nó hai bố con này căng tạm dưới đấy, quay tạm dưới này thôi. Ừ. Chứ còn lên trên kia nó còn ẩm ướt cái xi măng rồi nước nó còn bê bét đấy. Không chưa ngủ được. Anh khóa cái áo lên cho nó đây. Ấm rồi. Lạnh này mà cứ như chủ quan. Đấy. Thôi cố gắng mấy ngày nữa nhé. Các bác các chú làm nốt xong dọn dẹp rồi mình mới ngủ được, để nó khô khô đó. Hôm nay thì mới chát tường, nó trên kia nó còn ẩm ướt lắm, chưa ở được đâu. Bây giờ trên kia kể cả không có tiền để mua đá lát thì mình quét sạch sẽ đi này, kê giường mà vẫn ở được rồi. Thôi đấy. Thì hai bố con cháu chẳng nói gì hơn thì
các ông các bà giúp đỡ hai bố con cháu này như này là cảm ơn lắm rồi. Rồi cái này mà đóng được cái cửa tạm tạm nữa thì có thể là ở che nắng che mưa được thoải mái rồi, cũng ấm áp rồi. Đấy, cố gắng thêm vài hôm nữa. Cái mùa này thì nó rất là hay nứt nẻ chân nhá. Để cháu lạnh cắt móng chân đi nhá. Mai hay là tối thì cắt móng chân đi, xong rồi rửa cho nó sạch sẽ vào. Không, cái mùa này nó hay nứt nẻ lắm, nó đau lắm. Rồi đi tất vào, có tất chưa? Chưa. Cũng chưa có tất luôn. Chưa có tất, chưa có dày gì cả. Quần thì cộng hết rồi, này ngắn này này, kéo bên trên là tuột xuống đúng không? Anh em ngày hôm nay thì mình cũng sẽ, mặc dù là biết là anh An ông bà chùa không có tiền, nhưng mà cũng để động viên cho các bác thợ, bởi vì từ bây giờ gần như là làm đến phần này ngôi nhà rồi, cũng chưa ăn một bữa cơm nào ở trên cái ngôi nhà này cả. Và xuống xem các bác làm cái gì nào. Thế là hôm nay là sinh hoạt ở bên này luôn à? Đấy, coi như là hoàn thành được hơn một nửa ngôi nhà rồi đấy, hôm nay mới gọi là có bữa cơm ở trên cái ngôi nhà này luôn nhỉ? Em cũng biết cái tình cảm của anh. Làm đấy rồi anh là không nói với em trước. Thì tự dưng thấy hai bố con đi hùn hụt cho này về. Thì cũng động viên nhưng mà. Cái này nấu cái gì đấy? Cơm à? À nấu nước à? Nấu nước à? Anh mua cái gì đấy hồi nãy? Nghe nào. Gà. Nhìn cho này nào. Thôi lại làm chào các chú nhá. Làm hai con gà. Thôi làm đây có tiện nước không mà làm nhỉ? Có cái nước bên hàng xóm nhỉ? Thôi thế cũng được. Rồi các bác cứ làm tối mà sinh hoạt động viên bố con anh An với cháu Giang vậy. Cái này cũng bố con nhà An thì nó cũng mừng. Vâng. Anh em nhìn thấy có cái mái tôn rồi. Xong được 70% nhà rồi đấy. Vâng. Đấy. Thì coi như là cũng mừng lắm rồi. Trăm nắng rồi nhưng mà chưa kín gió đâu. Đấy, còn có cửa nữa, mới kín gió được. Anh mua mỗi cái này thôi gì? Vâng. Thế anh em định làm cái món gì bác Quỳnh? Chắc là một là gang gừng mà hai là luộc thế thôi. Đấy. Dẹn dép này mà ăn cơm thôi nhỉ. Em hỏi thật này. Hỏi thật anh phải trả lời thật nhá. Hỏi thật đấy. Nhà Giang nữa nhá. Thế hồi nãy là chở bố đi mua thức ăn thì anh ra ngoài đấy anh em hỏi thật là lấy đâu tiền mà mua cái gà này? Em phải ra quán em chịu thôi. Hàng xóm cũng thương cũng giúp đỡ cho chịu. Cho chịu hả? Vâng. Em mà mua tiền để mua thức ăn. Thế là bày vẽ ra làm gì? Không biết làm nào, thấy có mái nhà mới rồi cũng phải động viên các bác thợ. Các bác thì cũng không đòi hỏi đâu, bản thân hồi em không thấy. Không đòi hỏi gì đâu, cái đấy là, đấy là động viên các bác thợ thôi. Nhưng mà anh chịu như thế thì lấy đâu sau này lấy đâu tiền mà trả? Rồi cứ đến tháng này lấy tiền trợ cấp kia để gửi lại các bác thôi. Trợ cấp một tháng anh được bao nhiêu? Được bây giờ nhỉ? Quên mất rồi. 504. 504 một tháng. Một tháng hai bố con có 504 thôi. Nhưng mà hồi nãy mua gà thì hết bao nhiêu rồi anh? Hết 500. Hết 500. Thế thì bây giờ một tháng mà mua hai con gà rồi thì hai bố con anh sinh hoạt như thế nào? Lại phải vay mượn thêm. Vậy nhưng mà vay mãi thì ai cho anh? Cứ đến đâu hay đến đấy hả? Vâng. Địch như thế thì không ổn rồi. Anh nói như thế thì kể cả các bác ăn cũng không ngon đấy chứ. Bây giờ thế này nhá. Đấy, hết 500 đúng không? Okay. Em thì cái này nó phát sinh ra cho nên là em bây giờ tạm thời em cũng không có tiền, em cũng không có cái quỹ gì để chi ra. Anh nói như thế thì em không, kể cả các bác nghe các bác không dám ăn đâu, thật sự đấy. Bây giờ nếu mà hết 500 đúng không anh? Chính xác lên 500 đúng không? Thì bây giờ nhá, trao lại cho hai bố con. Cái 500 này coi như là em sẽ căn ke để mời các bác thợ, các bác các chú để cho ăn cho nó ngon. Chứ hai bố con anh một tháng có 504 mà bây giờ thì ăn hết 500 một bữa cơm này thì các bác thì cũng không thể nào ăn ngon miệng được. Thế bây giờ này, trao lại cho hai bố con nhé. Vâng, hai bố con xin các cô, các chú, anh chị ạ.
Rồi cái này tí mang ra trả người ta đi không phải chịu nữa. Vâng. Đấy, không phải dùng vào cái tiền 540 mà được hàng tháng thế nữa nhá. Vâng. Thì nó lúc nào chở bố ra chỗ mà lấy chịu bà thì trả người ta nhá. Ừ. Lần sau không anh cũng đừng đi chịu như thế nữa. Ừ. Nếu mà có thương các ba các chú thì cứ nói với em một tiếng đã để em tính toán đã nhá. Ừ. Đi em biết là cũng tình cảm đây, cũng muốn là động viên các bác, thật ra cũng hiểu. Nhưng mà nhiều khi như thế nó sẽ rất là khó. Vâng. Thôi mặc bình nhá, cứ thoải mái đi nhá, cái này là em đấy rồi, em chi ra rồi nhá, không phải lo nghĩ gì nữa, không phải. Vâng. Không phải chúng ăn ạ. Vâng. Cũng tưởng với nhau là thế nó tiết kiệm được thì vâng. Tôi gửi cái nhà chuẩn bị có cái căn nhà căn hộ rồi. Vâng. Được mái tôn là mừng lắm rồi. Vâng. Nhưng cuối cùng đi mà chiều gà bây giờ cắt tiết rửa rồi không đi. Vâng. Bảo là có anh em không ăn. Vâng. Thì có biết đâu, tự dưng hai bố con đi hụt hụt và đang hỏi, đang định chào các ông bà để về thì thấy là mang về đây. Thì em phải hỏi thật như thế, bởi vì là biết là hai bố con không có đồ nào trong người. Cho nên là phải hỏi như thế, mà em giải quyết rồi. Em trích rồi. Cho nên là anh em cứ thoải mái thôi. Em sẽ không ở lại dùng cơm với này anh với cháu và các bác thợ đâu. Bởi vì là xa lắm, mà tối về nó rất là lạnh. Em về còn làm video để cho các ông bà xem nữa. Thì bây giờ là chào tạm biệt thôi. Chào các ông bà đi con, để chúng con cũng kết thúc video tại đây nào. Con kính chào các ông bà và các cô chú. Ừ. Chúc ông bà các cô chú luôn luôn mạnh khỏe. Ừ. Rồi cảm ơn các ông bà đi. Con cảm ơn các ông bà đã giúp đỡ hai bố con. Ừ. Rồi anh cũng chào ông bà một tiếng. Hai bố con cháu xin chúc các ông bà luôn luôn mạnh khỏe, các anh chị đã giúp đỡ hai bố con cháu ạ. Nhá anh nhá. Rồi được rồi. Anh em cứ tự nhiên thoải mái đi thôi nhá. Ở dưới này bác ăn chưa có bóng điện à? Đã có gì đâu, tối um lên này. Mấy hôm ngủ đây toàn tối om mà, thế tí nữa thịt con gà này ăn kiểu đi. Có điện thì có điện thì có rồi, nhưng mà cảm thấy không có bóng à? Điện hay bóng điện nhỉ? Em ra lấy một bóng nhá, xong rồi hết bao nhiêu để bảo anh để anh chuyển khoản cho. Bóng dây. Bóng dây đằng nào mình sau này mình cô lắp vào đây. Lấy bóng dây đu luôn đi. Để mà tối thì anh em sinh hoạt có chỗ nào mà ở đâu tối um như này, từ hôm giờ cũng chẳng để ý, chắc là thì xoay đèn pin à, màu mẫm à. Xoay đèn pin. Đây cứ ra lấy nhá. Em ra lấy bóng, lấy đuôi đấy đi, đàng hoàng cho nó thành một bộ luôn đi. Để anh em còn có chỗ mà ngồi mà ăn, chứ còn xoay đèn pin điện thoại gì. Đây đấy. Trời ơi anh, hai bố con khổ từ hôm giờ cũng chẳng để ý. Không điện chẳng hết nói gì. Tối đang ngủ luôn. Tối đang ngủ. Không hỏi mình cũng bảo ăn em hai ăn cơm hay không, đi mua gà đi chiều gà này. Đi chiều gà. Đi ra lấy luôn đi. Xong rồi bảo anh nhá. Bao nhiêu thì cứ bảo anh để anh chuyển khoản cho. Đấy làm tạm ở đây đi mà ngồi vậy. Cho trong tí lót cái gì lên bạt lên thôi. Bạt, em lấy cái bạt của lót cái lúc đổ. Đây. Thế được rồi. Đấy. Anh em chịu khó chế biến nhá. Rồi. Thôi, đây là chào tạm biệt anh em thôi. Ngày mai mới gặp lại, và tối quá nó lạnh. Ngày mai thì anh em mình sẽ chuyển xuống để hỗ trợ ở dưới nhà cho quý để lát nền. Bởi vì là trên này bây giờ cũng hết vật liệu rồi. Để xem ông bà có thương hai bố con thì giúp đỡ thêm á, thì mình mới có thêm vật liệu để mình làm. Nhá Giang nhá. Thì tạm thời ngày mai chúng con lại các bác thợ lại nếu mà trên này mà nó còn thì ở lại làm, nhưng mà bây giờ nó cũng hết vật liệu rồi. Thì tạm thời là chia tay hai bố con đó vài hôm nữa nhá. Nếu mà ông bà giúp đỡ thêm thì các chú các bác lại quay lên nhá. Chứ bây giờ mà lạnh quá thì dọn sơ cái trên cái phòng bên ngoài kia nó khô trước rồi. Thì có thể hai bố con lên trên kia ở tạm được anh nhá. Vâng. Buổi tối ấy thì ở tạm trên kia cho nó ấm, chứ dưới này nó cũng hơi bị trống trải này, là lạnh lắm. Mang lại thêm một hai cái chiếu nữa xong rồi che quay lại. Che quay lại. Che được cái cửa đây đâu, nó ấm đấy. Rồi anh em cứ ở lại sinh hoạt tự nhiên nhá. Rồi, không có lo gì nữa cả. Rồi chào rồi má. Rồi nhá. Vui lên nhá, không sao cả nhá. Mấy hôm nữa có vật liệu thì chúng con lại quay lại để giúp hai bố con nhá. Tối lạnh quá thì lên trên này ngủ.
nha. Nói với bố như thế nha. Tạm biệt đi nha, tạm biệt. Đợi. Dạ, kính thưa toàn thể các ông bà, cô chú, các anh chị của các bạn, video ngày hôm nay thì Ngân cũng sẽ khép lại tại đây thôi ông bà. Cũng tối rồi, Ngân phải di chuyển một chặng đường khá là xa. Cảm ơn sự yêu thương giúp đỡ của toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị để ngày hôm nay ngôi nhà của cháu Giang và anh An đã lợp xong mái rồi. Hy vọng sẽ nhận thêm những cái sự yêu thương giúp đỡ của các ông bà, các cô chú để cho ngôi nhà được trọn vẹn hơn, để sớm được bàn giao cho hai bố con sinh hoạt trong ngôi nhà mới. Bởi vì là thời tiết những ngày này thực sự là rất là lạnh ông bà cô chú ạ. Ngân xin kính chào, xin kính chúc sức khỏe và gửi lời cảm ơn đến toàn thể các ông bà, các cô chú, các anh chị cùng các bạn. Xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.